Thưa quý vị, tờ Guardian nói rằng chính phủ buộc tờ báo phải phá hủy tài liệu của Snowden, tin từ London. Chủ bút của tờ Guardian nói rằng chính phủ Anh buộc tờ báo phải phá hủy tài liệu của Snowden để ngăn chặn tiết lộ thêm về chương trình theo dõi của Hoa Kỳ và Anh Quốc. Theo một cột báo trong ngày hôm nay, ông Alan Rusbridger nói rằng vụ của Snowden cách đây một tháng và vụ bắt giữ người sống chung với một nhà báo tại phi trường Heathrow trong ngày Chủ nhật cho thấy tự do ở Anh Quốc đang bị đe dọa. Cảnh sát London đã biện hộ cho sự bắt giữ của David Miranda, là tình nhân của nhà báo Hoa Kỳ Glenn Greenwald, nói rằng sự bắt giữ và thẩm vấn này tiến hành theo đúng pháp luật. Bộ trưởng Tư pháp Anh Damian Green nói rằng luật chống khủng bố bảo vệ công dân Anh Quốc, các nhà điều tra độc lập có quyền rộng rãi chống mọi đe dọa khủng bố. Miranda lên đường trở về Brazil từ Bá Lình, chuyển phi cơ ở phi trường Heathrow, bị bắt và bị thẩm vấn 9 tiếng đồng hồ trước khi trả tự do và không truy tố. Greenwald đã lên trang web của tờ Guardian tố cáo cảnh sát Anh Quốc tịch thu laptop, điện thoại cầm tay và đĩa USB của Miranda. Đây là hành động đe dọa đối với phúc trình về việc làm của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ và GCHQ của Anh Quốc. Chính phủ Brazil đã phản đối việc bắt giữ Miranda. The Guardian đã ra tuyên cáo đòi chính phủ Anh Quốc phải giải thích. Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc George Earnest nói rằng Hoa Kỳ không yêu cầu Anh Quốc bắt Miranda. Mục đích của việc bắt Miranda là gửi lời nhắn cho những kẻ nhận tài liệu của Snowden là chính phủ Anh Quốc rất quan tâm đối với sự tiết lộ. Ông Rusbridger cho biết tờ báo đang bị đe dọa gặp hành động pháp luật nếu không hủy bỏ tài liệu. Hai chuyên của cơ quan GCHQ có nhiệm vụ như SNA của Hoa Kỳ đã tới viếng thăm văn phòng của tờ Guardian ở London. Đảng Lao động đang nêu câu hỏi làm sao cảnh sát Anh Quốc có thể bênh vực việc dùng luật chống khủng bố để bắt Miranda. Luật sư nhân quyền tên tuổi Michael Mansfield nói rằng bắt Miranda là đơn cử của một sự đàn áp.